Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dù đang xây dựng hạ tầng như khu công nghiệp sạch, đã có nhiều doanh nghiệp từ Hàn Quốc đăng ký vào đầu tư. Doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực sắt thép chủ động các biện pháp đối phó với khó khăn để ổn định sản xuất. Hơn 14.000 lao động công ty dày Ngọc Tề có mức thưởng Tết bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một lao động. Trả lời của cơ quan chức năng về ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp vào trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp dệt may linh hoạt ứng phó với khó khăn. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền đền bù thu hồi đất cho các hộ dân xã Xuân Trúc có đất thu hồi xây dựng khu công nghiệp số 3. Khu công nghiệp số 3 có diện tích gần 160 hectare. Ngay sau khi chủ đầu tư là công ty cổ phần quản lý khu công nghiệp Ecoland chuyển tiền, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả ngay cho các hộ dân. Đến nay, huyện đã chi trả cho 516 trên tổng số 625 hộ có đất thu hồi với tổng số tiền trên 212 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện đã chỉ đạo là sẽ thực hiện việc chi trả với số tiền là 288 tỷ. Thời gian thì sẽ thực hiện chi trả liên tục. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án, huyện Ân Thi phấn đấu hoàn thành chi trả tiền xong trước Tết Nguyên đán năm 2023. Ngay sau khi được giao đất, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên đã đẩy nhanh xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sạch trên địa bàn hai huyện Khoái Châu và Ân Thi với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Khu công nghiệp sạch có diện tích trên 140 ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 100 ha, thời hạn thuê đất đến tháng 7 năm 2071. Lĩnh vực thu hút đầu tư là sản xuất thiết bị lắp ráp điện tử cơ khí, ô tô xe máy, chế tạo máy móc thiết bị mỹ phẩm, dược phẩm. Cũng như nhiều khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp sạch có nhiều thuận lợi như tiếp giáp đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, cách nút giao lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 2 km, cách trung tâm Hà Nội 35 km, sân bay Nội Bài 50 km, cảng Hải Phòng 75 km, cách cảng biển nước sâu Quảng Ninh 120 km. Chính nhờ vị trí thuận lợi nên đến nay dù đang xây dựng hạ tầng nhưng đã có một số doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp, dự kiến đến tháng 5 năm 2023 sẽ có dự án vào xây dựng nhà xưởng. Năm 2022 được coi là năm khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sắt thép. Bước sang năm 2023, dự báo còn tiếp tục khó khăn nên ngay từ sớm, mỗi doanh nghiệp đều đã chủ động cho mình các giải pháp để giữ ổn định sản xuất. Tổng doanh thu cả năm 2022 đạt gần 4.000 tỷ đồng, nhưng trừ các chi phí, doanh nghiệp này không có lợi nhuận. Lý do là chi phí sản xuất tăng, lãi suất vay vốn tăng. Trong khi kinh tế suy thoái, thị trường tiêu thụ giảm, theo lãnh đạo doanh nghiệp, giữ ổn định việc làm, thu nhập cho gần 400 lao động và thưởng Tết hàng năm cho lao động là thành công của doanh nghiệp trong năm 2022. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chuẩn bị cho mình những kịch bản để đối phó với khó khăn chung của cả ngành thép được dự báo còn tiếp tục trong năm 2023. Những giải pháp của chúng tôi thì hầu hết tập trung vào việc đẩy mạnh sản lượng cũng như là đưa ra những cái phương án liên quan đến vấn đề giữ vững nhân sự nòng cốt của công ty để ổn định lương cho họ là thứ nhất. Thứ hai là cũng động viên anh em trong thời gian khó khăn này. Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh trong nước, thế giới năm 2022 có nhiều biến động khó về giá cả và thị trường tiêu thụ giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có mức thưởng Tết khá cho người lao động. Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng lớn của doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Ngọc Tề là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sớm công bố mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cho hơn 14.000 lao động. Theo đó, bình quân mỗi lao động sẽ có mức thưởng Tết từ 6 triệu đến 7 triệu đồng. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ trả lương toàn bộ tiền Tết Nguyên đán cho công nhân là vào giữa tháng 1 năm 2023. Để đối phó với khó khăn do đơn hàng giảm trong năm 2023, doanh nghiệp đã có kế hoạch chuyển dịch đơn hàng từ các nước Trung Quốc, Campuchia sang Việt Nam để giữ vững việc làm cho người lao động và đặt mục tiêu phấn đấu doanh thu bằng năm 2022 ở mức 2.300 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn,
tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp, trong đó nhiều khu công nghiệp mới được quy hoạch đang triển khai làm hạ tầng với mặt bằng sạch rộng hàng trăm hecta đã tạo được sức hút lớn đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đăng ký đầu tư. Trong phần hỏi đáp doanh nghiệp kỳ này là nội dung trả lời của đại diện cơ quan chuyên môn với câu hỏi của doanh nghiệp như sau. Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp và đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên gồm những gì? Ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, vân vân, và ưu đãi về cái chích khấu hao. Có hai cái hình thức đối tượng, một là ưu đãi theo lĩnh vực, hai là địa bàn ưu đãi đầu tư. Những cái dự án mà đáp ứng các điều kiện theo lĩnh vực thì là nếu mà đặc biệt khuyến khích đầu tư thì là sẽ đã được hưởng cái thuế suất là 10% trong vòng 15 năm và miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đối với một số sản phẩm mà thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì là được áp dụng cái thuế suất 17% cho cả đời dự án, được miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Đặc thù đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp thì nó đáp ứng có cái điều kiện của tỉnh Hưng Yên là điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi, nên là nó được hưởng ưu đãi đầu tư là được miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Thì đối với các doanh nghiệp là thực hiện cái hoạt động ưu đãi là tự kê khai cũng như là thực hiện cái thủ tục cấp giấy đầu tư để được chứng nhận ưu đãi theo quy định. Như vậy, qua phần trả lời vừa rồi, quý doanh nghiệp đã rõ, và để hiểu cụ thể hơn, doanh nghiệp cá nhân có thể liên hệ tìm hiểu thông tin tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những câu hỏi liên quan cần trả lời, giải đáp của các cơ quan chức năng liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại của chương trình 0363089089, email đồnghanhcungdoanhnghiệphungyen@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều doanh nghiệp may có quy mô lớn, thậm chí có cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vào top mạnh trước kia ở các tỉnh, thành phố phía Nam, cắt giảm quy mô lao động, thậm chí phải ngừng sản xuất, thì ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp may ở phía Bắc, trong đó có tỉnh Hưng Yên, nhờ linh hoạt trong ứng phó khó khăn khi thực hiện chính sách đa dạng hóa bạn hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nên giữ ổn định được sản xuất. Hưng Yên là tỉnh có quy mô doanh nghiệp gia công hàng may mặc lớn thứ năm cả nước, với khoảng 90.000 lao động đang làm việc tại hơn 100 doanh nghiệp. So với các tỉnh thành phố phía Nam có quy mô doanh nghiệp may mặc lớn nhất nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thì tại Hưng Yên linh hoạt trong ứng phó với khó khăn khi thực hiện chính sách đa dạng hóa bạn hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc cho đến cả thị trường nội địa với trên 98 triệu dân. Về phía may Hưng Yên thì chúng tôi cũng rất may mắn là đã có những cái chuẩn bị từ trước, cái kinh nghiệm trong sản xuất từ nhiều năm, cho nên đã đa dạng mở hóa mặt hàng. Khi mà mặt hàng đơn giản không có thì lập tức chúng tôi có thể chuyển sang những mặt hàng phức tạp hơn, hoặc đơn hàng lớn khoảng 40.000, 50.000 hoặc 100.000 sản phẩm mã thì thậm chí bây giờ 1-2.000 chúng ta vẫn phải làm. Nhờ đó, đến thời điểm này, dù đơn hàng ít, giá đơn hàng có giảm, nhưng 12 nhà máy doanh nghiệp trong hệ thống may Hưng Yên với quy mô hơn 15.000 lao động vẫn giữ được đà sản xuất tốt cho mình. Hiệu quả từ những đơn hàng đã thực hiện trong 3 quý đầu năm, nên đến nay, dù chưa công bố chính thức, nhưng các doanh nghiệp đều có mức thưởng Tết khá cho người lao động, bình quân từ 1,5 đến 2 thạc lương, tương đương từ 15 đến 20 triệu đồng. Trong tổng công ty may Hưng Yên thì vẫn tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động, vẫn ổn định công việc và thu nhập, mức lương vẫn trên 10 triệu. Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam. Ở thời kỳ cao điểm, bình quân mỗi năm giới Mỹ tiêu thụ 90 sản phẩm dệt may trên một năm. Con số tương tự ở nữ giới là trên 120 sản phẩm. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, mức tiêu thụ giảm khoảng 20%, nhưng đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Theo dự báo của các chuyên gia, thì người ta đánh giá năm 2023 vẫn còn tiếp tục, nó sẽ tiếp tục giảm. Nhưng cái việc này thì không phải là nó giảm chung của thị trường thế giới. Nhưng nếu thị trường nào ấy mà anh phát triển tốt, anh khả năng cạnh tranh thì vẫn có thể giữ vững được. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên đang tạo ra nhiều đối tác cho doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội của mình. Điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp phải luôn có sự chủ động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Thời lượng 10 phút của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự đồng hành của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần phản ánh, chia sẻ trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089 hoặc địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com.